Đức Thánh Cha Francisco thông báo việc cử hành Ngày Trẻ Em Thế Giới lần thứ nhất. Sau khi đọc kinh truyền tin trưa ngày 8 tháng 12, 2023, Đức Thánh Cha đã thông báo rằng vào hai ngày 25 và 26 tháng 5 tới 2024, tại Roma sẽ cử hành Ngày Trẻ Em Thế Giới lần thứ nhất, một sáng kiến được Bộ Văn hóa và Giáo dục thực hiện. Đức Thánh Cha giải thích rằng sáng kiến này trả lời câu hỏi: chúng ta muốn truyền lại thế giới nào cho các trẻ em đang lớn lên? Giống như Chúa Giêsu, chúng ta muốn đặt trẻ em làm trung tâm và chăm sóc chúng. Sáng kiến này do Bộ Văn hóa và Giáo dục cổ võ. Bộ đã tổ chức cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với 7.800 trẻ em nam nữ vào ngày 6 tháng 11, 2023 với chủ đề "Hãy học từ các chàng trai và các cô gái", một sự kiện với âm nhạc và các chứng từ. Sự kiện có thể được xem như giới thiệu cho Ngày Trẻ Em Thế Giới lần thứ nhất. Cha Enzo Fortunato nói rằng, ngày 6 tháng 11, 2023, Đức Thánh Cha đã gặp 7.800 trẻ em nam nữ, nhưng còn rất nhiều em không thể tham gia vì lý do không thể đến được. Vì vậy, ngày trẻ em này trở thành cơ hội cho nhiều trẻ em khác từ khắp nơi trên thế giới trải nghiệm một khoảnh khắc tuyệt vời được cử hành và cầu nguyện với Đức Thánh Cha. Ý tưởng về một ngày hoàn toàn dành riêng cho những người trẻ nhất trong số chúng ta đã được đề xuất với Đức Thánh Cha vào tháng 7 bởi Alessandro, một cậu bé 9 tuổi, nhân dịp podcast thứ hai do Vatican Media thực hiện với sự tham gia của Đức Thánh Cha Francisco cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon. Sau khi nghe tin nhắn thoại, Đức Thánh Cha trả lời, "Tôi rất thích nó. Chúng ta có thể nhờ các ông bà tổ chức. Một ý tưởng hay, tôi sẽ suy nghĩ và xem cách thực hiện."